Tôi thề, đã uống rượu bia thì không lái xe, tôi làm được. Ngày 27 tháng 7, trưởng phòng thương mại Pháp tại Đài Loan, Christophe, đi dự buổi tuyên thệ đã uống rượu bia thì không lái xe, tôi làm được, đồng thời dùng tiếng Trung để bày tỏ sự ủng hộ của ông. Đã uống rượu bia thì không lái xe, tôi làm được, do Ủy ban An toàn Giao thông thuộc Bộ Giao thông cùng với Công ty viễn thông Trung Hoa công ty Bưu chánh Trung Hoa và công ty Đường sắt Đài Loan đồng tổ chức. Ban tổ chức đã mời 25 doanh nghiệp ngành phân phối rượu, vận chuyển, khách sạn vân vân đến tham dự, trong đó có cả phòng thương mại Anh và Pháp tại Đài Loan, tổng cộng có trên 78.000 người. Pháp là nơi sản xuất rượu vang, vì vậy tại Pháp muốn kêu gọi mọi người đã uống rượu bia thì không lái xe là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng ông kêu gọi mọi người đừng lái xe khi uống rượu bia hoặc là sau khi uống rượu hãy tìm người khác lái. Giám đốc điều hành thương mại Anh Stephen Parker cũng dùng tiếng Trung trôi chảy của mình cho hay Đài Loan là thị trường xuất khẩu rượu whisky lớn thứ năm của Anh. Người Đài Loan cũng rất biết thưởng thức rượu, nhưng ông có nhiều người bạn đã xảy ra tai nạn giao thông vì lái xe sau khi uống rượu bia. Do đó, ông rất ủng hộ hoạt động tuyên thệ Đã uống rượu bia thì không lái xe. Tôi làm được. Stephen Parker cho hay. Hôm nay tôi đến đây, tức là muốn nói một cách khẳng định rằng tôi và các doanh nghiệp Anh, doanh nghiệp Anh tại Đài Loan đều rất ủng hộ TBAF và hoạt động hôm nay, có nghĩa là hoàn toàn không được lái xe nếu đã uống rượu bia. Trưởng thư ký Ủy ban An toàn Giao thông Tạ Minh Hồng cũng cho hay, theo thống kê cho biết, từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay, có 25.000 vụ lái xe sau khi uống rượu bia vi phạm luật lệ giao thông và bị xử phạt, giảm 765 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Số người tử vong do tai nạn giao thông vì lái xe sau khi uống rượu bia cũng từ 245 người trong năm 2013, giảm còn 87 người trong năm 2017. Vì vậy, ông mong mọi người tiếp tục cố gắng để cho con số tử vong do tai nạn giao thông vì lái xe sau khi uống rượu bia giảm dừng và đặt con số không.